Hello, xin chào các bạn nha. Chúng ta lại tiếp tục đến với series Coin Master Fake. Và đây sẽ là video cuối cùng của cái series Coin Master Fake này các bạn nhé. Thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau chơi tựa game Monopoly Go. Thực ra ở Việt Nam mình ít chơi thôi chứ trên thế giới nó chơi nhiều phết đấy. Sau đó là mình search Google là thấy cái tựa game này có lượt chơi khủng đấy các bạn ạ. Ở bên nước ngoài, bên Mỹ top 1, top 2 gì cơ mà. Kinh lắm. Bao nhiêu người chơi cơ mà, ghê phết. Thì đây, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem là cái game mà ở nước ngoài nó chơi gọi top 1, top 2 thì về Việt Nam ai chơi không nhá. Rồi. Đây này, đây mới chính là cờ tỷ phú này. Nó cũng tương tự như thế thôi em ơi. Thế á? Thế là nó vẫn là ấy à? Đúng rồi, nó cũng hình thức nó cũng giống giống như kiểu là Coin Master ấy. Đấy, kia này. À. Đó. Nhưng mà tí nó có một cái khác biệt. Hay cực kỳ luôn. Nếu nào đến thì anh sẽ chia sẻ. Đó. Rồi luôn. Nhưng mà ở đây em có thể nhìn thấy là mấy cái hình này nó kiểu là nó toàn bằng chữ nhỉ. Nó không nổi hẳn lên, nhìn nó không đẹp khó đẹp. Nhìn nó nhìn khó nhìn nó cơ. Đúng rồi đấy. Rồi được cái gì? Đây là đi đánh nhà hay phải gì? Hay xây nhà shut down à? Đây là đi đánh nhà không? Nhưng mà nhìn giao diện buồn cười lắm. Đấy, kiểu cầm kiểu cần cầu ấy. Nhà này nếu mà cần cầu đập vào nhà cái đập nát luôn cái nhà. Nát toang luôn, hay lắm, buồn cười lắm. Được cái là anh thấy là cái giao diện ở đây thì mặc dù cái màn hình mà để lúc mình quay ấy, quay xúc xắc các kiểu ấy thì nó hơi cùi bắp. Nhưng tí nữa giao diện xây nhà đẹp lắm. Thế à? Đẹp tại vì luôn. Em đang bị thấy một cái là nó không nhìn rõ. Đúng rồi, cái này khi mà mới chơi ai cũng bảo là không nhìn rõ luôn. Mà xong lại hình cái mũ chả màu với gì, nhìn một màu xám xám nhìn buồn là cười. Nó còn gần giống như cái màu cái sàn ấy, cái bước nhảy ấy. Thực ra lúc đầu vào ấy thì nó sẽ cho em chọn một trong ba cái. Thì anh chọn cái mũ, nhưng mà hình như nó còn có con thuyền với có một cái một con vịt hay cái gì nữa ấy. Đây là đi ăn trộm này. Nhưng ăn trộm mở nhiều ô vãi chưởng luôn nhá. Mấy ô? Đây này, mở nếu như mà mở ba cái nhẫn thì được nhiều tiền. Còn ba cái tiền này thì được ít tiền hơn tí. Còn nếu như mở ba cái khác trùng nhau thì nó lại được ít tiền nhất. Thế là cứ mở bao nhiêu cái cũng được? Không, mình chỉ mở đâu đó được 6 cái thì phải. 6 hay 5 cái gì đấy. Đây, giao diện xây nhà này, nhìn hay lắm. Nhìn đẹp vãi luôn. Nó không giống như kiểu là xây cho có đâu. Những kiểu Coin Master hay là những tựa game kiểu Piggy Go kia là kiểu như là xây cho có, cho đạt mốc ấy. Như đây nhìn thấy nó đầu tư vào cái giao nhìn diện đúng xây là nhà kiểu như là luôn. Nhìn thấy công nhân xây nhà luôn đúng không? Đúng rồi, những kiểu giống thành phố vãi chưởng luôn đấy. Rồi ok, thế đấy là cái điểm khác biệt đầu tiên. Có lẽ là nó đặc biệt hơn những cái khác là ở chỗ đấy nha. Rồi, nhìn kiểu... Đấy. Nghĩa là mình nhìn thấy công nhân xây nhà đúng không? Đấy. Xong nhìn kiểu là đồ họa nó đẹp ấy. Đúng không? Phong cách đồ họa kiểu đấy, thấy không? Đó. Kiểu của đầu Mỹ tư à? Vãi chưởng luôn. Cái này của Mỹ của à? Của Mỹ, của nước nào? Scopely. Chả biết của Mỹ hay là của Anh hay của nước nào. Chắc của Mỹ. Mẹo. Max level này. Thì có auto roll. À, mở auto roll à? Mở ra auto roll đấy. Thế là tự động xoay. Bây giờ rồi. 10 nhà này. Ok, ui, thiếu tiền à? Đấy. Thế thì cái này giống tựa tỷ phú này anh này. Ừ, giống nhở. Đặt nhà này. Đặt nhà các kiểu luôn. Xong kiểu, nhưng mà không có bạn bè chơi cùng nhỉ? Ví dụ như có, kiểu... tí nữa nó sẽ đến một cái, đâu đó, cái nhà ở bên trong ấy. Cái mấy bên trong, đây này. Cái nhà bên trong màu xanh xanh, trắng trắng em nhìn thấy không? Đâu? Đấy á? Ừ, hình như là sẽ mời bạn bè chơi cùng ấy. Nhưng mà phải tí nữa đến mới được cô. Nói chung là cũng chưa khám phá hết tựa game này do là... À mình vào cái nhà của chính mình à? Ừ. Mình được thêm tiền à? Đúng rồi. Nếu như vào nhà của mình thì mình sẽ có thêm kiểu thuế. Giống như ở cờ tỷ phú ấy. Thì mình sẽ có thuế thêm. Đúng không? Đặt nhà ở đâu thì xong khoảng thời gian hoặc là mình đi vào nhà của mình thì cái mình nhà này là ấy. Mình tự đặt hay là nó đặt cho mình luôn? Cái nhà này hình như là nó tự đặt ấy. Sao đúng không? Đúng rồi. Hoặc là lúc mình quay xúc xắc vào đâu ấy. Ừ. Thì nó sẽ đặt ở đấy chẳng hạn, kiểu vậy. Đấy đúng rồi, giống kiểu cờ tỷ phú ấy, nó có cái bốc thăm mà. Đấy. Không phải bốc thăm, nó là cái gì nhỉ, nó gọi là cái gì nhỉ? Cơ hội với cả... Đúng rồi, cơ hội. Ngày xưa... Rồi luôn. Ngày xưa chơi mấy bộ đấy còn phải đi cắt cái tiền. Nhọc vách chưởng. Đây, giao diện phá nhà này. Đâu, anh thử phá xem nào, xem cái nhà này có phá được không? Phá được chứ, nhưng mà không biết là có kiên hay không thôi. Ý là có em muốn kiên phá không? Cái gì? Em muốn phá để xem cái cầu đi. Cầu đấy. Đấy. Nhỏ nó bị cầu, nó bị sập sệ luôn ấy. Hài vai. Kiểu động luôn rồi, động kiểu luôn đúng không? Nhưng mà nhìn cái đồ họa game này thì đẹp ấy nhỉ? Ừ, đồ họa như đẹp. Nếu như để so sánh trong cái series Coin Master Fake này thì nó gọi là đẹp nhất rồi. Mấy tựa game kiểu Piggy Go kia thì đồ họa Piggy Go thực ra nó vẫn hơi hơi kiểu nhái nhái một tí. Ừ.
Nhưng mà Piggy Go thì nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà cái vui của nó. Cái tựa game này thì nó cũng có cái vui của nó. New York City. Rồi, xong New York có bắt đầu đến London này. Ghê. Chật đấy. Và được tận 12.000 đô la và 50 cái xúc sắc nha. Ok đấy. Sao? Xịn luôn. Em thấy vui không? Nó hỏi em có vui không? À cái gì? Anh đang bảo gì? Em đang mải đọc. Đấy thì nó hỏi là em có vui không? Cũng bình thường. Cũng bình thường à? Thực ra thì mình chơi những cái thể loại game như thế này rồi thì cho nên là mình thấy nó cũng không có gì gọi là quá mới mẻ nữa, bởi vì là lối chơi nó cũng quen rồi như vậy thôi. Đúng không? Đúng rồi. Được cái là có thêm một trải nghiệm khác, cả nhà cửa các thứ. Đồ họa đẹp hơn. Đồ họa thì nó khác biệt hơn một chút. Ở cái game này em nhớ là tại vì em xem rất nhiều lần có quảng cáo cái game này, lúc mà em chơi cái gì đấy nó cũng có quảng cáo cái game này hiện lên. Hay là chơi Piggy Go. Khả năng. Chơi Piggy Go nó còn quảng cáo qua Master. Thật có khả năng là Piggy Go. Ok thì cứ vote cho cái 5 sao cho vui nhỉ. Rồi ok. Ủa sự kiện gì đấy? Hoàn thành xây nhà. Boss bạn thành tựu à, nhận được thêm xúc sắc là cái gì đó. Đây này. Đây bốc thăm đúng không? Grab này, đúng rồi. Bốc. Không phải mà ý là vào những cái kiểu dấu hỏi á. Đi qua rồi. Đây giống kiểu cơ hội ấy, đấy, cơ hội rồi. Sẽ có cơ hội để gọi là có thêm tiền ấy. Còn ở cái Piggy Go thì nó là cái cỏ bốn lá. Ờ đấy đúng rồi. Lá lá nhau. Đấy, cái nhà này. Đặt nhà này. Sau đó là mời 5 bạn bè để mở thêm những mini game này. Sau đó là chơi trong cộng đồng, chơi cờ cái gì đấy. Nói chung là phải mời bạn. Này cũng nếu như mà có bạn bè mà chơi nhiều cùng ấy thì mời sẽ vui. Bởi vì là nếu như mà những trong hùng hội bạn của mình ấy chơi với nhau vui. Giống như cả mình chơi tờ cờ thì phú mình chơi với nhau thành một hội đấy, vui. Chơi có hội thì nó mới vui ấy. Chứ còn nếu như mà bạn bè ở trên Facebook thường thôi ấy thì sẽ không thấy vui lắm. Đúng không? Lạ mà. Tôi 4 năm mở được 6 lần. 7 lần. Mở khi nào ra 3 cái thì thôi ấy sao ạ? Không phải đâu. Chắc có 7 lần thôi chứ. Không, anh thấy khi nào ra được 3 cái à? À, tức là ra cái nào 3 cái trước thì sẽ nhận mốc của cái đó. Đúng rồi. Ồ, ok đấy. Tiếp theo xem nào. Có thêm đô la 19.000 đô rồi. 20 này. Ồ, 19.000 đô là xây được đủ nhà chưa? 19.000 đô khả năng bây giờ xây được rồi. Tại vì tầm này ít mà. Rồi tiếp tục đi phá nhà. Shut down. Rồi. Cho nhà này sập sệ. Sập sệ luôn là như một cọc kiên rồi. Nhà này cũng bị phá nhiều phết đấy. Thấy cầu kiếc tháp thiếc là siêu vẹo hết rồi. À nó bị nghiêng ấy là nó phá. Đúng rồi đấy. Úi. Đây là mình xây nhà mình đúng không? Giao diện xây nhà nhìn hay nhỉ? Đẹp vãi. Đấy xong nó ra một cái ngôi nhà kia xong nó đặt đúng không? Đây là có hai nhà. Nhìn nó đúng kiểu theo là một cái thành phố luôn, bởi vì nó sống động ấy. Có người dân đi lại này, có ô tô xe cộ, nhìn nó kiểu sống động hơn. Đúng rồi, như cái kia chỉ là ở một khu. Những cái bức tượng gọi là đứng yên, đúng không? Nhưng ở đây kiểu cảm giác sống động hơn là bởi vì là có ô tô rồi thì có người đi lại. Cứ đi lại. Đây, nhìn nó giống như một thành phố hơn, nó có sức sống hơn là cái kia. Đấy điểm khác biệt lớn nhất. Còn lại những cái khác thì nó cũng na ná như đấy, vậy thôi. Anh vừa xây được hai cái nhà nó tự đặt luôn cho anh rồi. Đấy, thế anh bảo mà. Ok. Đây chắc là bộ thẻ đúng không? Đây là giống như kiểu bên Comaster hoặc là Piggy Go cũng sưu tầm bộ thẻ thì cũng sẽ được thêm xúc sắc các kiểu. Rồi. Ui, trừ 500 đô. Thấy chưa? Ở đây buồn cười ở chỗ là giống kiểu ấy. Tức là trừ giống cờ tỷ phú đúng không? Ừ, đấy, đi vào ô giống như kiểu là đóng thuế gì đó ấy. Thì bị sẽ bị trừ tiền đấy. Cay vãi. Tại nhanh quá mình không nhìn được kịp nó là cái gì á. Ồ. Ui. Ờ nhờ tắc. Tách. T-A-X. Đúng rồi, thuế mà, nộp thuế mà. Thuế. Rồi, tiếp tục là đi phá nhà. Phá nhà. Chú. Ôi dồi ôi. Ôi Khiên nhìn lại. Ừ, Khiên nhìn lại nhỉ. Chắc là level cao sao chứ đúng không? Cái level thấp thế. Là gì có Khiên nhìn xịn sò thế. Rồi, tiếp tục là mình có Khiên này. Ba Khiên. Rồi. Cái bên cạnh là cái gì anh? Cái bên cạnh là đi thăm ấy. Đi thăm nhà. Thăm tù đúng không? Không phải đi thăm tù á? Ờ. Sao lại thăm tù? Đây là hình như là nếu như theo như cái cờ tỷ phú thì cái vô tù và cái thăm tù nó sẽ ở chéo nhau trên cái bàn cờ. Thì okay. Một bên sẽ là vào tù và một bên sẽ là thăm tù. Thì em đang nhìn trên visiting rồi nhưng mà chưa đúng đọc rồi, đúng rồi. Hình như thế. Bởi vì nó hơi hơi nhanh lướt đấy, qua. Đấy, anh cái gì cơ? Đây là đi vào tù đấy.
Ờ đúng không? Go Thế thì to đúng jail rồi. ấy, đi vào tù. Thế đúng rồi. Còn cái bên kia là đi thăm. Ok, ví dụ như em bị bắt là anh vào thăm à? Ừ, đấy là nếu mà chơi nhiều người chắc là chơi theo Đấy, đấy, cộng đấy, đồng. đấy, ui. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà chơi theo cộng đồng thì khả năng là mình sẽ chơi kiểu 4 người, 5 người một á. Thì khi mà có người vào tù thì mình sẽ được vào thăm như thế, kiểu đấy. Đây X3 là gì? lên. The À, final part mình X3. lên X3 rồi đúng không? Ừ, dấu hỏi chấm này hay phết đấy. Thì Rồi. nó là cơ hội mà. Ừ, đúng rồi, kiểu nó hên xui ấy. Double được quay tiếp không? Double á? Double Không. không à? Không. Thôi thế thì khác với cái bên Piggy Go là bắt buộc mình Go. được free thêm một lần Ờ, nữa. thì mỗi cái nó phải khác một tí thế cho nó hay chứ. Rồi, tiếp theo nào. Ôi, nhưng mà Ô. sao bây giờ em thấy nhìn lên thành ba cái nhà kìa chứ không phải một cái nhà đúng không? Ba nhà nào? Tức là nhá, trong một cái ô của anh nó có ba cái nhà á. À. Đúng Thì không? nó có nhiều, càng ngày nó có nhiều mini game hơn. Cố lên. Xem có đoán em là đúng nhá. Chu. Đấy. Thấy chưa? Ờ đúng rồi. Ra ba cái nào gần nhất thì nó sẽ nổ luôn. Ok đấy. Rồi, collect luôn. Chính ra chơi game này đồ họa hay đấy chứ, đẹp đấy chứ, đúng không? Cái lính chì kìa, đang ở London à? Oh, London. Đúng, Ờ, rồi thế rồi. thì khi mà anh ở làng nào thì nó sẽ có những cái kiểu biểu tượng của cái làng đấy, đúng không? Thì nó tức là ở đất nước nào nó cũng sẽ có biểu tượng. Ui, đấy là lính hoàng gia ấy.